Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc kính hiển vi quang học dành cho các bạn đam mê sinh học nhưng mà lại không có đủ khả năng để mà đầu tư một chiếc kính hiển vi. Rồi, đây mình có một cái đầu DVD cũ, mình sẽ lấy cái con mắt độc đĩa của cái đầu DVD này để làm vật kính cho kính hiển vi. Rồi, sau khi mình đã bung cái đầu DVD này thì nhân vật chính của chúng ta đây, con mắt độc đĩa này mình sẽ dùng để làm vật kính của kính hiển vi. Rồi bây giờ mình sẽ tháo nó ra nhé. Rồi, mình đã tháo được con mắt của cái đầu độc đĩa ra rồi. Con mắt này là một cái thấu kính có tiêu cự rất là nhỏ, chỉ vài mm. Các bạn có thể dùng con mắt của các đèn laser cũng được. Rồi mình cũng tận dụng luôn cái phần còn lại của cái đầu DVD này để làm bộ chỉnh nét cho kính hiển vi. Để làm kính hiển vi thì chúng ta cần có vật kính là con mắt độc đĩa này. Rồi thị kính là cái kính lúp, mình mua cái kính này trên Shopee có hai mấy k thôi. Rồi, đây là một cái bếp phun sương, mình sẽ khoan một cái lỗ ở cái nắp màu đỏ này và sẽ cắt cái phần bên trong này đi. Đó. Rồi, một đoạn ống nhỏ phi 16, hai đoạn ống phi 21 và một là nối thẳng phi 21. Rồi, sau khi mình đã khoan lỗ ở cái bếp phun sương và cắt phần thừa của cái mắt độc đĩa này thì mình sẽ gắn cái mắt độc đĩa này vô cái đầu bếp phun sương bằng keo 502. Rồi các bạn dán keo cẩn thận, đừng có để keo dây vô cái phần thấu kính. Keo mà dây vô phần thấu kính là sẽ hỏng thấu kính đó. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp cái ống trắng này vô cái ống phi 21. Cái ống trắng này chỉ có phi 16 thôi, cho nên mình sẽ dùng băng keo giấy để cuốn cho nó dày lên. Các bạn cuốn làm sao mà để chúng ta có thể nhét cái ống trắng này vô vừa cái ống phi 21 mà không bị rớt ra nha. Sau khi các bạn cuốn băng keo giấy vào cái ống trắng này xong, các bạn cắt cái phần thừa của băng keo giấy đi, rồi ráp vô cái ống phi 21 như thế này. Rồi chúng ta ráp cái bát phun sương vào với cái ống trắng và cố định lại bằng keo nến. Rồi ok, mình đã cố định xong. À, các bạn để ý khi cố định hai cái ống này với nhau thì hai ống này luôn phải đồng trục, đừng có bị lệch. Rồi mình đã xong phần vật kính, bây giờ mình sẽ làm đến phần thị kính. Mình sẽ dùng cái kính lúp này, có độ bảy giác là 30 và phi là 21 để làm thị kính. Rồi mình sẽ tháo cái tròng kính này ra nha. Phía sau cái kính lúp này nó có một cái vòng dùng để cố định cái thấu kính bên trong. Thì mình cứ mở ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ ra nha. Rồi sau khi tháo cái vỏ kim loại bên ngoài ra thì chúng ta có một cái thấu kính rất là dày.
Các bạn để ý cái nối thẳng V21 này nó có cái G ở giữa đó. Chúng ta sẽ cho cái thấu kính này vô. Thì cái G đó nó sẽ cố định cái thấu kính ở cái vị trí đó. Rồi chúng ta sẽ ráp cái đoạn ống 21 còn lại vô để cố định cái thấu kính đó, không cho cái thấu kính rơi ra ngoài. Sau đó chúng ta lắp ráp các thành phần lại với nhau. Lúc này vật kính và thị kính đã nằm trên một đường thẳng. Và bây giờ đến phần làm chân kính. Mình sẽ dùng keo nến để cố định cái này lại. Và sau khi cố định bằng keo nến thì chúng ta có cái giá đỡ kính như thế này. Rồi các bạn cũng dùng keo nến để cố định cái ống kính này lên cái giá đỡ kính nha. Rồi, bây giờ chúng ta đã hoàn thành cái kính hiển vi này được 80% rồi. Các bạn có thể dùng các thanh gỗ để làm chân cho kính hiển vi này. Rồi mình sẽ để đèn ở dưới này để cấp nguồn sáng cho nó. Rồi các bạn có thể cắt một miếng nhựa trong như thế này để làm lam kính. Nhựa trong hoặc là kiếng gì cũng được nha. Rồi ok, chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc kính hiển vi quang học đơn giản. Rồi giờ mình sẽ dùng chiếc kính này để quan sát vải hành xem như thế nào nha. Các bạn tách một lớp màng mỏng ở cái vỏ hành này ra. Rồi chúng ta sẽ đặt lên lam kính. Rồi sau đó đưa vô kính để quan sát nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và bấm đăng ký để theo dõi những clip mới nhất của mình. Sắp tới mình sẽ có một video để hướng dẫn các bạn làm một chiếc kính hiển vi còn đơn giản hơn chiếc kính này nữa. Rồi bây giờ chúng ta cùng quan sát nào.